Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Và ngày đầu tuần thì em xin được cập nhật những chiếc xe đang có sẵn tại showroom xe đẹp Auto nhà em. Có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Và nhà em thì đang rất là nhiều Camry để phục vụ anh chị. Đầu video ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc xe Camry đến từ thương hiệu vô cùng giữ giá. Và chiếc xe này là sản xuất và đăng ký là 2020 anh chị nhé. Nội thất màu kem, đã đi được là 14.000 km thôi, với giá bán là 1 tỷ 220 triệu. Anh chị quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Xe nhà em thì luôn cam kết cho anh chị là hộp số máy móc của xe nguyên bản, không đâm va tai nạn, giấy tờ sơ pháp lý của xe là chuẩn và không phạt nguội anh chị nhé. Tiếp đến là một chiếc xe Camry 2019 đã lên cửa hít, cốp điện, rất là nhiều tính năng hiện đại. Và chiếc xe này thì đang có mức giá là 1 tỷ 170 triệu, nội thất đen anh chị nhé, biển tỉnh một chủ từ đầu, đi 39.000 km. Tiếp đến là một chiếc xe quá là nhiều công nghệ, và để so sánh với Camry thì không thua kém một chút nào. Đây là một chiếc xe Kia Optima bản GT Line, sản xuất và đăng ký là 2019, xe đi chuẩn là 39.000 km. Và với mức giá thì chỉ gói gọn là 800 triệu thôi là anh chị đã chốt được xe rồi. Và tiếp đến lại là xe Camry, thì em có chiếc xe 2020, sản xuất và đăng ký là 2020, một chủ từ đầu anh chị nhé. Và chiếc xe này thì có nội thất là kem, thì nhà mình quan tâm nội thất kem thì có thể cân đối để lựa chọn chiếc xe Camry này với mức giá là 1 tỷ 220 triệu. Sang đến đây thì em có một chiếc xe y hệt chiếc lúc nãy em đã trao đổi với anh chị, thì chiếc này đã được lên cam 360. Đây là phiên bản 2.5Q, nhà em thì đều là 2.5Q hết anh chị nhé. Và chiếc này thì sản xuất và đăng ký là 2019, xe đã lên cam 360 với giá bán bằng chiếc kia là 1 tỷ 170 triệu. Vào sâu bên trong showroom nhà em thì sẽ có rất là nhiều dòng xe để phục vụ anh chị đấy ạ. Và mọi người hãy cùng em theo dõi hết video để cập nhật những chiếc xe vô cùng lướt và mới nhé. Đây là một chiếc xe 7, à không, chiếc này chỉ 5 chỗ thôi anh chị ạ. Đây là một chiếc xe Raptor, sản xuất và đăng ký là 2020, xe đã đi được 30.000 km với giá bán là 1 tỷ 299 triệu anh chị ạ. Nhà mình quan tâm cụ thể thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline. Và ở phía bên phải nhà em thì đây là một chiếc xe VinFast Lux A bản Plus, sản xuất và đăng ký là 2021, là đã đi được 27.000 km rồi với giá bán là 870 triệu anh chị nhé. Và tiếp đến phía bên trái em thì có một chiếc xe Santa Fe 2012, sản xuất và đăng ký 2012, một chủ từ đầu anh chị ạ. Và chiếc xe này là đã đi được là 70.000 km, giá bán là 688 triệu anh chị ạ. Tiếp đến thì ở sâu bên trong em có rất là nhiều dòng xe, thì mọi người hãy cùng em cụ thể quan tâm chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline anh chị nhé. Đây là một chiếc xe sedan hạng C Elantra 2019, sản xuất 2019, và với mức giá là rất là yêu thương, 639 triệu, một chủ từ đầu 2.0 mà biển thành phố anh chị nhé. Tiếp đến thì là chiếc Everest, Everest màu trắng 2020, biển tỉnh, mức giá rất là yêu là 1 tỷ 299 triệu. Tiếp đến thì đây em có đang có rất là nhiều Optima để phục vụ anh chị. Đây là chiếc xe Optima 2019, đi được 44.000 km rồi với giá bán là 700 triệu tròn anh chị nhé. Và phía bên trái em sau cùng thì là có một chiếc Optima 2015, dòng nhập khẩu bản full, cửa nóc rồi là loại FPT ngập tràn công nghệ với giá bán là 629 triệu anh chị nhé. Vâng anh chị ơi, nhà mình còn em còn một dàn xe sedan hạng D cho anh chị lựa chọn đây. Đó là một chiếc xe Honda Accord duy nhất tại thị trường, với mức giá là 1 tỷ 050 triệu, xe 2019 đi chuẩn có 16.000 km thôi, biển thành phố anh chị ạ. Và một chiếc xe BMW 523i, sản xuất và đăng ký là 2010 nhưng chỉ đi có 70.000 km, quá là ít anh chị ạ, giá bán là 670 triệu. Và quay trở lại với dòng 7 chỗ quốc dân thì em có Santa Fe 2019 dầu cao cấp màu đen. Và ngoài ra thì nhà em còn một chiếc màu cát nữa anh chị nhé, cũng 2019 nhưng mà bản đặc biệt. Chiếc dầu này, dầu đen này thì có giá là 1 tỷ 170, còn chiếc cát là giá bán là 1 tỷ 110 triệu. Và cuối cùng là một chiếc xe nổi bật nhất trong tất cả những chiếc xe thì có mức giá là
Đây là một chiếc xe Kia Seltos bản 1.4, động cơ turbo và bản cao cấp nhất Premium, với giá bán là 769 triệu anh chị nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi hết video, và nếu nhà mình quan tâm cụ thể chi tiết về chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline, và em là Hồng Ngọc của Xe Đẹp Auto.